Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh áp bảng giá đất mới từ khi thông qua đến hết 2025. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý hành vi thổi giá bất động sản. Sân gôn Nam sao chết yểu của FLC ở Phú Thọ thành bãi chăn dê. Nhiều dự án khủng đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư tại Hà Nội. Sắp đấu giá 173 lô đất ở ngoại thành Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh áp bảng giá đất mới từ khi thông qua đến hết 2025. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét ban hành bảng giá đất mới nhằm thực hiện quy định Luật Đất đai 2024. Theo đó, bốn phương án được thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xem xét lựa chọn việc áp dụng bảng giá đất mới, một là giữ nguyên mức cũ, hai là áp dụng mức giá nhà nước quy định đã nhân hệ số K, hệ số sử dụng đất. Ba là giữ mức cũ và cập nhật giá đất tái định cư, bốn là xây dựng bảng giá đất mới hài hòa lợi ích các bên. Thời gian áp dụng dự kiến từ khi thông qua đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định bảng giá đất điều chỉnh không tác động đến việc định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án bất động sản nhà ở thương mại do các dự án này được tính theo phương pháp thẳng dư. Giá đất nông nghiệp đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế nên các khoản được trừ của nhà đầu tư sẽ phù hợp hơn so với trước đây. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý hành vi thổi giá bất động sản. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh mới ký ban hành kế hoạch về việc thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát sau tháng cuối năm 2024. Trong đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, cục thuế hà nội triển khai quyết liệt các giải pháp về quản lý xử lý thu hồi nợ động thuế hạn chế tối đa phát sinh các khoản nợ thuế mới đặc biệt các khoản tiền thuế tiền thuê đất phải nộp khi hết thời gian được gia hạn đặc biệt chủ tịch hà nội giao sở xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành tháo gỡ khó khăn tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản kiểm tra ra soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp chủ đầu tư sàn giao dịch bất động sản môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố có giải pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có. Sân gôn 5 sao chết yểu của FLC ở Phú Thọ thành bãi chăn dê Tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành quyết định số 2284 về việc chấm dứt hoạt động của dự án khu du lịch sinh thái và thể thao Việt Trì giai đoạn 1 do công ty cổ phần tập đoàn FLC làm chủ đầu tư và thu hồi chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án. Theo đó, dự án bị khai tử là do gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Nhà đầu tư có thông báo và hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động dự án. Theo ghi nhận, sau hơn một năm bị khai tử, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao với sân golf đẳng cấp của FLC tại Phú Thọ đã trở nên hoang hóa, xuống cấp, thành bãi chăn thả dê của người dân. Trong khi đó, Phần diện tích đất đã thu hồi để phục vụ dự án của nhiều hộ dân thì chưa đền bù, khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Nhiều dự án khủng đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư tại Hà Nội. Trong danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025, đợt 3 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt có hàng loạt dự án với quy mô hàng nghìn tỷ đồng đã và đang được triển khai đầu tư. Một trong những dự án nổi bật trong số này là khu đô thị mới ven sông Đuống tại Gia Lâm. Dự án này có quy mô lên tới 226,8 ha và dự kiến sẽ cung cấp hơn 2.300 căn nhà với tổng số vốn đầu tư khoảng 25,7 ngàn tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2032. Dự án này đang đề xuất chủ trương đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Ngoài ra, có dự án khu chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long có diện tích hơn 75 ha với tổng số vốn đầu tư là 21.500 tỷ đồng và dự kiến sẽ cung cấp khoảng 2.200 căn nhà. Thời gian hoàn thành dự kiến từ 2024 đến 2031. Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư. Công ty cổ phần trung tâm hỗ trợ triển lãm Việt Nam là nhà đầu tư đề xuất dự án. Ba dự án đáng chú ý khác tại huyện Hoài Đức dự kiến cung cấp khoảng gần 4.500 căn, lần lượt là khu đô thị mới Sơn Đông X1 với quy mô diện tích hơn 42,3 ha tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 15.000 tỷ đồng. Khu đô thị mới La Phù, quy mô 16,06 ha, vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.462 tỷ đồng. Dự án khu đô thị mới La Phù Đông La, quy mô 42,5 ha, tổng mức đầu tư 3.379 tỷ đồng. Hiện các dự án đang thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tiến độ được đề xuất hoàn thành từ năm 2028 đến năm 2032 sắp đấu giá 173 lô đất ở ngoại thành Hà Nội. Dự kiến trong tháng 9 năm 2024, ba huyện Thanh Oai, Phúc Thọ, Mỹ Đức, Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá 173 lô đất. Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 9, huyện Thanh Oai sẽ tổ chức đấu giá 57 thửa đất tại khu vực đầm thôn Mục Xá, xã Cao Dương. Các thửa đất có diện tích từ 74,63 đến 134,69 m2, giá khởi điểm các lô đất là 8,8 triệu đồng trên 1 m2. Thông tin từ công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt Ngày 13 tháng 9, đơn vị sẽ tổ chức đấu giá 43 lô đất tại thôn Thượng Tiết có diện tích từ 92 đến 183 m2, giá khởi điểm 4,2 triệu đồng trên 1 m2. Bên cạnh đó, công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt cũng thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 thửa đất tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức. Các thửa đất có diện tích từ 35 đến 204 m2 một thửa với mức giá khởi điểm hơn 4,9 triệu đồng trên 1 m2. Dự kiến phiên đấu giá diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2024 tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Phúc Lâm. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cũng có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng 50 thửa đất vào ngày mùng 10 tháng 9.